Anh em mình vừa mới tới cái điểm câu nha mọi người. Buổi chiều nay mấy anh em đi làm gì sớm, tranh thủ chạy đi câu mọi người. Chắc mình phải đốt nhang mũi lên quá. Có mỗi mùa hộp nhang mũi đó. Để đốt lên. Đốt cho. Kính hả? Cái gì Phương? Ôi cá dồ. Dính được cá dồ mọi người. Lấy em coi cái gọng chứ Quy. Cái gọng ở đâu? Cái gọng trong cái vỏ sao nữa. Con đang dễ không? Đỏ đèn rút rồi lắm. Ở đây một cần, bên đây một cần nha mọi người. Có ăn kìa. Ăn kìa, từ từ nó rút lắm. Cho nó chìm khao đi thôi. Cô Phương cũng ăn rồi nè. Đây. Cục mò cứ móc càng nhỏ, dễ dính cá hơn. Móc bự quá không dính. Cá mè mày dinh không? Mày dinh thì nhiều chứ mè rảnh thì nó không có bự. Dinh cá bự nhiều. Mùa nước có gió là vô mé. Câu tay này chủ yếu câu mé là đi theo con nước thôi. Ăn có hai con nước. Mấy người giống con nó câu rồi hạ xuống dưới cá nó khôn. Câu phao đại. Hả? Cái gì vậy? Cái vồ nữa hả? Được, một em nữa nha mọi người. Nó kêu ồ ồ ồ. Xả giữ ổ cho cá nó quằn quằn ổ hoài à. Thấy không? Xả ổ. Rồi xuống. Sao câu rồi phong cảnh hữu tình luôn. Ánh trăng ở trên gọi xuống. Ở dưới ngồi câu cá. Phong cảnh hữu tình. Dính không? Dính. Hay quá Phù ơi. Bắt những con này. Mấy cái chừng bự đó. Nó cái phao đó là vậy đó. Cái đó nó ăn cái phao nó hình đỏ. Cái chậu lên là con nó cục mồi mình đang chậm đáy đúng không? Ừ. Nó nắm lên, nó dở lên là cái phao mình sẽ chậu lên. Còn nó nắm mà nó chạy là cái phao mình rút xuống. Nhả rồi. Cái phao này đựng cá là khi cá mà ăn mạnh là nó sẽ đỏ đèn. Hôm nay chắc dính cá dồ không rồi. Tại nói chuyện rồi cá chép được, cá điều hồng không có ăn. Cái dồ em mời. Cũng mới có cái hụt chứ. Cái giò nó cũng ưa màu này quá ha. Dính. Là nước nó sâu quá. Quá đã hả Phương ơi? Cái nó chạy nó mặn.
cảnh hữu tình. Phía ngoài đó là sông Cái nha mọi người. Bển là bên Ba. An Bình hả? Cù Lao An Bình. Đây là bên này sông Tiền nha. Còn anh em nào mà dịp xuống đây là chỉ điểm cho câu. Chú bắt cái dồ ra đây ban ngày á. Dữ lắm. Sau đó cũng ăn nữa. Ngồi như cái đắng á. Đừng ngồi đây. Cái bàn màng á. Sâu lắm. Dạo phải dạo 2 mét. Mua cái hồi nào chú mua cái xuồng hơi của Phương. Thấy không? Xuồng hơi mắc không thầy ạ. Mua xuồng hơi với lại. Mà dễ lũng lắm. Cái gì khôn như trời. Dính. Dính 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 dính. Ê ê. Cũng được à. Dính dính. Ôi. Cái vậy Phương? Không biết. Vô. Chép. Chép một cái dành. Ê. Phi. Phi phi. Rồi nó rồi. Dẫn chép. Đây cầm gần chưa? Cái vô, giơ cái vô. Ủa cá chép. Bởi năng khôn. Cá chép nha mọi người. Chép cá chép. Gị đã thì chứ. Cần này câu mới đã mà. Nước cạn nó đụng đáy. Nó lên đáy rồi đó. Cái gì không? Cái gì không biết. Dính rồi. Tiếp tiếp. Cá. Đồ đi có kìa. Ăn như cá linh mọi người ơi. Ôi. Cá linh. Cá linh. Thường con cá linh nha mọi người. Linh bự. Cá linh nha. Cá linh nha mọi người. Dính được con cá linh. Chụp con là thầy luôn. Câu gì nghĩ câu ổn. Câu nha. Rồi cho vô lòng đi. Phương mới vừa câu dính cá. Cá linh nha mọi người. Ở ao bờ ôm nó có trà Vinh nó có cá không chú Huy? Ao đó mình đâu câu được. Sao vậy? Ao đó ao chùa của ta mà. Ao đó thôi bó tay. Ao đó cá phóng xanh không à. Nghe nói ao rồi phái rồi. Cái gì Phương? À biết, có lên rồi biết. Nó nữa rồi. Cá linh, cá linh, cá linh. Cá linh. Cá linh, cá linh. Nó không dính miệng. Cá linh. Thầy quá rồi. Cái gì? Kiếm cỏ thằng này nuôi hầm là thầy luôn nè. Cỏ hả? Cá linh hả? Xô. Rồi, cái mồi này đủ thứ cá chứ không Phương? Ăn kìa, ăn kìa, ăn kìa. Giật luôn ha, giật luôn ha. Từ từ từ, từ nó lôi nè, từ từ, từ từ từ. Nước này nhóm này nước nước này cá ngon rồi nè. Đó, từ từ từ. Chuẩn bị nó rút nè, nè nè, rút nè. Giật mạnh nó dở là lụm. Nó không chịu ngậm. Phải tại cái phao nó di chuyển cái con cá này ghĩa còn nút con ghĩa, nút con ghĩa. Không biết ao cá này giờ cạn hả? Ừ. Tao biết. Chú đi bắt cua đồng. Rồi đi. Đó. Thằng Phương tới rồi. Trời ơi. Cái gì Phương? Chép mình có hồ nuôi thầy luôn. Thế đi nói về thả hồ mình. Chết ngắt. Thế là đẹp quá vậy. Hay lại đi nữa thả hồ. Hồ gì không thầy? Hồ sao lưng này hả đó. Sao chết được. Nước trong gieo. Cũng mới giật được con nữa rồi. Giục mà luôn hả? Nó trong rộng. Tưởng rớt ngoài nữa rồi chứ. Cái gì vậy trời? Cái gì Phương? Dảnh hả? Gầm mọi người ơi. Chắc nãy giờ hắn tàn. Ừ, đừng có chút xíu sao dính. Được cái nè. Gầm. Cái miệng nè. Cái gầm nè mọi người. Nè, cái miệng nhỏ xíu, giật nãy giờ vẫn dính. Nè. Mỏ gì sao giật dính? Cái gầm mọi người. Giật qua dính. Cá đấy là Phương chiên xù. No. Vô nữa gì? Gầu nữa hả? Ủa
con cá này bự Phương ơi. Con này bự nè. Ồ. Cá này ăn được luôn. Cá giò không rồi. Cá này bự mà. Đây nuôi cái giò đó. Cá nuốt nữa. Mượn đèn trả đi. Mượn đèn trả đi. Ở đâu? Ở biển hả? Trả rồi. Ôi. Cái giò, giò nữa, giò nữa. Này chúng ổ cái giò nha mọi người. Thấy nó nhịp là nghi lắm rồi Phước. Vô Phật à. Tới giờ nó đồ ăn cái chốt rồi vậy. Điên tiếp, điên tiếp. Vậy này ngồi đây nguyên ngày chứ giờ biết nhiêu cái giò nữa. Ngày nó mới nhiều, đêm nó lạnh không ăn. Ngày ăn nhiều hả? Ừ, ngày mạnh lắm. Ăn con, ăn suốt luôn á. Đêm nó lạnh á. Cái màu này ha. Màu nào cũng được nha. Con ngày câu màu gì cũng được. Hàng kia mới ngồi đây câu quá trời. Đó, ngồi lên đó, có cá người ta mới ngồi, không có cá người ta đâu ngồi làm gì. Không xong mọi người đang ngồi câu ghe, ghe cào. Chạy vô tới cho mày luôn mọi người. Đằng đó đó. Mới đẩy ngang. Rồi anh em mình cũng cần luôn. Thua. Đẩy đe điện đẩy vô tới trong đây luôn mọi người. Đang câu. Mút lớn rồi. Mút chết rồi. Thua rồi. Chết rồi. Đủ hình thức bắt cá hết. Nhiều. Chọn đồ nghề mọi người. Anh em đang câu có cá rồi. Bây giờ mình coi thành quả của mình câu từ hồi chiều giờ được nhiêu nha mọi người. 6 ngữ. Tôi cũng có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cũng có cá chứ. Nè, lên cho anh đổ ra đi. Không, cầm lên thôi. Để đây đổ nó nhảy xong chưa. Cầm lên. Cái chữ ướt đồ nghề nha, đừng cho ướt cái tụng nha. Để đây nè. Để đây nè. Rồi. Nên mình đổ thành quả ra. Ơi thành quả anh em mình. Anh em mình câu cũng sập chiều rồi, cũng tối tối. Nè mọi người. Mình đang câu đẩy ghe điện vô. Anh em mình cuốn cần luôn. Ôi. Quá trời luôn. Trời ơi, nó hiền. Thành quả anh em mình câu. Dưới nhạnh. Chơi viết đáy điện như còn gì nữa Phương. Ừ, cá ăn mà đáy điện gì nữa. Bởi nói chú con cá vô nãy là bị điện. Hồi nãy anh em mình đang câu rồi, con cá rất là lớn luôn, nó lội ngay cái phao luôn. Mà nó đờ vậy đó. Ở đây cá dữ lắm. Mà ghét cái hình thức bắt quá trời mọi người. Câu hoài lấy gì hết. Như đây nước chắc chết quá. Múc thêm đi cưng ơi. Đây là thành quả anh em mình câu nè. Chạy ghét về ha. Chạy ghét về coi con nào nhỏ anh em mình thả xuống ao nuôi. Con nào chết thì anh em mình để bằng thịt. Chết đâu, múc miếng nước đi. Là nó không chết à, ít nước của nó chết á. Coi kiếm cái gì múc đây. Thả nuôi cái gì qua Tết là ăn. Rồi giờ anh em mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người gặp video tiếp theo nha mọi người. Gặp mọi người ở video tiếp theo đi. Bây giờ anh em mình cũng cần dọn đồ về. Thế anh em mình đến câu tối tối chút nữa. Chưa vậy cho con ghe. Mới chạy đi mua nước uống cái ghe. Ghe cào nó đẩy vô, đẩy điện vô cá nhảy tủm 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 vô mé luôn mọi người. Các con cái nhỏ gì chết hết. Thua. Thôi dọn đồ về.